Các bạn đang xem kênh Dạy Nghề Ẩm Thực Thẩm Mỹ Trung Sang. Chúng ta đang đi qua một cái món là gọi là lạp xưởng. Thì á, lạp xưởng thì chúng ta có thể xài rất là nhiều dòng thịt, rất là nhiều dòng thịt trên cơ thể con heo. Thì thường là mông trước cũng được, nhưng mà đa số chúng ta sử dụng phần đùi, mông sau là nhiều. Cái thịt này nó sẽ cứng hơn, khi chúng ta sẽ phơi nắng thì nó xịt, nó sẽ săn hơn. Thì có một số người á, thích cái lạp xưởng nó mềm thì chúng ta cũng có thể sử dụng ba rọi. Chúng ta sử dụng ba rọi thì chúng ta không xài mỡ luôn, thì trong cái ba rọi nó có mỡ rồi. Còn đây chúng ta sử dụng thịt mông, thịt đùi sau ha, thì thịt nó sẽ cứng hơn nên chúng ta sẽ phối hợp cái mỡ vào. Đây các bạn thấy ha, thịt nếu các bạn thấy nay rất là tươi. Các bạn nếu mà làm thịt á, các bạn thấy ha, các bạn cầm thịt nè, nó còn có độ nhớt và nó dẻo ha. Thì ở đây chúng ta có hai mẻ, mẻ này chúng ta có 2kg nè ha, chúng ta làm lạp xưởng. Rồi còn mẻ cái 2kg chúng ta chút làm chút xích ha. Rồi thì để chúng ta hỗ trợ cho cái phần máy xay á, thì nó có nhiều cái dạng máy xay. Mình sáng ví dụ như mình đi chợ khoảng 5-6 giờ mình mua về để tí 2 tiếng là làm được rồi. Ngăn mát hay xong cũng được, xong được. Là bắt buộc phải để nó lạnh không? Không bắt buộc, mua về làm liền được. Cái lạp xưởng nó mới khó như cái phần mà chả lụa hoặc xúc xích. Đây, đối với cái này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái một ống rượu ếch xanh ha. Đây, ta phải sử dụng một ống. Ống gì đây? Như vậy thôi, nói như vậy thôi. Thì chúng ta cho tất cả nguyên liệu vào thì chúng ta trộn nó, nhồi tay cũng được. Nếu mà những bạn nào có máy như cái máy giống vậy á thì chúng ta sử dụng dấu cộng. Các bạn biết cái dấu cộng không? Thì cái máy này nó có ba cái cơ dầu, một cái là cái móc đánh bột, một cái máy là lồng cầu để chúng ta đánh bánh bông lan, một cái là chúng ta sử dụng cái dấu cộng giống cái khế vậy đó. Thì dùng nó để trộn cái này chút xíu thì nó sẽ dẻo hơn, thì các bạn sẽ thấy cái lạp xưởng mình nó sẽ liên kết tốt hơn. Đây, anh Nam khỏe đấy. Đây, chúng ta có khoảng 100 gram tỏi phi ha, chúng ta cho vô luôn. Vâng, đây dạ bộ cứ làm yếu đuối đi để anh Nam làm đi. Để cái món nó ít về đi làm thì các bạn đứng thôi. Để anh trộn cho đỡ mọi người. Đây, món này đi bạc. Có thầy ơi. Rồi chưa? Rồi chưa? Em không biết. Sau khi chúng ta sử dụng cái ruột này, chúng ta ngâm ngâm nước rồi chúng ta sẽ dùng cái ống, dùng cái ống để chúng ta bơm nó vào, sau đó chúng ta sẽ cột và chúng ta phơi nắng, thì đó là xong cái phần lạp xưởng. Thì chút xíu chúng ta tiến hành, chúng ta ướp chút xíu cho nó thấm đi rồi sau đó chúng ta. Quá giờ cái thấm này. Cái bên lợn nè, chúc mình nguyện đó. Nha. Rồi, chúng ta khoan bột đó ha, chúng ta ép nhẹ nó để cái phần ra. Một mình làm thì mình sẽ tựa cái điểm này ha. Khi mình phơi á, hoặc là mình treo lên vàng á, mình làm xong mình quét. Đây là rượu mai quế lộ các bạn ha, quét lên. Thì cái côn trùng á, như là nó sẽ bâu vô khi mình phơi ngoài trời á, thì nó dễ bị côn trùng lắm. Cái mùi cái này á, làm cho côn trùng nó không có bâu vô cái sản phẩm của mình ha. Cái